Trong những ngày vừa qua, đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đại diện lãnh đạo Ban dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các huyện Lang Chánh, Như Xuân và Tường Xuân về việc quản lý sử dụng bàn giao đất nông lâm trường cho các địa phương để giao cho nhân dân sản xuất đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Thực hiện việc ra soát lại quỹ đất để bàn giao cho địa phương quản lý, tạo điều kiện cho người dân có đất sản xuất, Hiện nay, huyện Lang Chánh được giao quản lý 450 ha đất thu hồi từ công ty lâm nghiệp Lang Chánh, 330 ha thu hồi từ ban quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh. Các đơn vị chức năng đang phối hợp với ban quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn và đồn biên phòng Yên Khương thu hồi đất lâm nghiệp trồng lấn, đất không có nhu cầu sử dụng để bàn giao về cho địa phương quản lý. Tại huyện Như Xuân, từ năm 2019 đến tháng 7 năm 2024, huyện đã nhận bàn giao trên 925 ha đất từ ban quản lý rừng phòng hộ sông Tràng công ty trách nhiệm hạn một thành viên cao su thanh hóa huyện như xuân đang phối hợp với nông trường bãi trành ban quản lý rừng phòng hộ như thanh ra soát xác định bàn giao thêm 195 trăm ha đất tại huyện thường xuân huyện đã phối hợp với ban quản lý rừng phòng hộ thường xuân ra soát để bàn giao trên một ba trăm ha tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện bàn giao ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên xuân Liên đã bàn giao cho huyện 130 trăm ha Việc quản lý sử dụng bàn giao đất nông lâm trường cho các địa phương trên địa bàn các huyện, lăng chánh như Xuân và Thường Xuân vẫn còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Đặc biệt là nguồn kinh phí đo đạc để lập phương án sử dụng đất chưa cân đối được nên chưa thể triển khai phương án giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau thu hồi và bàn giao về địa phương quản lý. Điều này tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tranh chấp lấn chiếm đất đai. Việc tổ chức thực hiện bàn giao đất tại một số địa phương vẫn còn chậm, chưa thể hiện quyết tâm cao. Kết luận buổi làm việc, đại diện đoàn khảo sát của thường trực hội đồng dân tỉnh đề nghị huyện lang chánh như xuân và thường xuân căn cứ ý kiến đóng góp thảo luận của các đại biểu tiến hành ra soát lại diện tích đất thu hồi một cách chính xác đánh giá tác động chuyển đổi đất nông lâm trường đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương trên cơ sở đó có các kiến nghị để giải quyết phù hợp với thực tiễn của địa phương